Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo nghề Spa Trần, tự hào là trung tâm dạy nghề Spa chuyên nghiệp. Với 15 năm kinh nghiệm uy tín và chất lượng, sự lựa chọn hàng đầu cho những bạn chưa biết gì về nghề Spa, đam mê nghề thẩm mỹ và đang phân vân trong việc xác định học nghề Spa ở đâu tại Hà Nội. Là trung tâm dạy nghề thẩm mỹ uy tín với các khóa học, phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da chuyên nghiệp, trang điểm chuyên nghiệp, nối mi, v.v. Là cơ sở đào tạo nghề Spa chấp hành đúng chính sách xây dựng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực thẩm mỹ chất lượng cao của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam, giảng viên phụ trách lớp, có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo chăm sóc da, dạy nghề Spa, tốt nghiệp từ chuyên ngành thẩm mỹ của Hàn Quốc và Đại học Y Dược. Với chuyên ngành Spa, các học viên sẽ được đào tạo 1. Kiến thức chuyên ngành chăm sóc da, tác phong, hình ảnh nhân viên chăm sóc da chuyên nghiệp, xây dựng phong cách tư vấn, phục vụ theo chuẩn quốc tế, hướng dẫn cách sắp xếp, trình bày khăn, giường, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn trong spa, kiến thức cấu tạo da, da muộn, tàn nhang, lão hóa, v.v. Phân tích nguyên nhân và đưa ra các phương pháp điều trị cho da muộn, nám, tàn nhang, lão hóa, kiến thức mỹ phẩm học, cách thức quản lý và kinh doanh spa có hiệu quả. Học viên sẽ được học trên giáo trình chuẩn, thường xuyên thực hành trên mẫu thật. Học viên spa không phải trả phí thuê mẫu trong suốt quá trình học nghề spa tại trung tâm. Học nghề spa với lý thuyết song song thực hành, đi sát với thực tế, thời gian thực hành trên 80%. Trang thiết bị, máy móc đào tạo nghề spa trường hỗ trợ. Phòng ốc đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, thoáng mát, hỗ trợ chỗ ở cho học viên ở xa. Cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các spa thành phố Hà Nội, là đối tác của trung tâm ngay sau khi tốt nghiệp với tổng thu nhập cao ổn định. 100% học viên ra nghề có việc làm tại các spa hay mở spa ngay cho riêng mình. Học nghề spa, một khóa duy nhất, làm nghề trọn đời, thu nhập cao. Học viên liên hệ ngay trung tâm đào tạo nghề Spa Trần, 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 0942 236 862 để được tư vấn cụ thể. Hãy đến với Spa Trần, đam mê là do bạn. Tiếp bước đam mê là sứ mệnh của chúng tôi. Spa Trần, ba đến vẻ đẹp, mỗi ngày đẹp hơn, thêm yêu thương, thêm hạnh phúc. Chào mừng bạn đến với Trung tâm Đào tạo nghề Spa Trần, tự hào là trung tâm dạy nghề Spa chuyên nghiệp. Với 15 năm kinh nghiệm uy tín và chất lượng, sự lựa chọn hàng đầu cho những bạn chưa biết gì về nghề spa, đam mê nghề thẩm mỹ và đang phân vân trong việc xác định học nghề spa ở đâu tại Hà Nội. Là trung tâm dạy nghề thẩm mỹ uy tín với các khóa học, phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da chuyên nghiệp, trang điểm chuyên nghiệp, nối mi, v.v. Là cơ sở đào tạo nghề spa chấp hành đúng chính sách xây dựng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực thẩm mỹ chất lượng cao của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam, giảng viên phụ trách lớp, có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo chăm sóc da, dạy nghề spa, tốt nghiệp từ chuyên ngành thẩm mỹ của Hàn Quốc và Đại học Y Dược. Với chuyên ngành spa, các học viên sẽ được đào tạo 1. Kiến thức chuyên ngành chăm sóc da, tác phong, hình ảnh nhân viên chăm sóc da chuyên nghiệp, xây dựng phong cách tư vấn, phục vụ theo chuẩn quốc tế, hướng dẫn cách sắp xếp, trình bày khăn, giường, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn trong spa, kiến thức cấu tạo da, da muộn, tàn nhang, lão hóa, v.v. Phân tích nguyên nhân và đưa ra các phương pháp điều trị cho da muộn, nám, tàn nhang, lão hóa, kiến thức mỹ phẩm học, cách thức quản lý và kinh doanh spa có hiệu quả. Học viên sẽ được học trên giáo trình chuẩn, thường xuyên thực hành trên mẫu thật. Học viên spa không phải trả phí thuê mẫu trong suốt quá trình học nghề spa tại trung tâm. Học nghề spa với lý thuyết song song thực hành, đi sát với thực tế, thời gian thực hành trên 80%. Trang thiết bị, máy móc đào tạo nghề spa trường hỗ trợ. Phòng ốc đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, thoáng mát, hỗ trợ chỗ ở cho học viên ở xa. Cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các spa thành phố Hà Nội, là đối tác của trung tâm ngay sau khi tốt nghiệp với tổng thu nhập cao ổn định. 100% học viên ra nghề có việc làm tại các spa hay mở spa ngay cho riêng mình. Học nghề spa, một khóa duy nhất, làm nghề trọn đời, thu nhập cao. Học viên liên hệ ngay trung tâm đào tạo nghề Spa Trần, 43 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 0942 236 862 để được tư vấn cụ thể. Hãy đến với Spa Trần, đam mê là do bạn. Tiếp bước đam mê là sứ mệnh của chúng tôi. Spa Trần, ba đến vẻ đẹp, mỗi ngày đẹp hơn, thêm yêu thương, thêm hạnh phúc.